chị nghe nè. Dạ em chào chị. Trời ơi, dĩ nhiên rồi, bên chị thì lúc nào cũng ổn hết. Rất tươi, rất tươi. Ở bên em sao? Sao? Trời, làm gì có chuyện đó. Ủa thì con em, sao lại có chuyện đó được hả? Sắp nước rồi. Đi ra. Chả cho tôi, cậu đi ra đi, cậu đừng đụng vô người tôi. Chị sắp xỉu rồi kìa, em đỡ chị đó. Cho tôi xỉu, kệ tôi đi. Đập đầu xuống đây chấn thương sọ não chết luôn á. Kệ tôi đi, cậu đừng có đụng vô người tôi. Em không có muốn đụng chị đâu, em chỉ muốn hỏi thăm. Thôi đừng có hỏi gì hết á. Cho em hỏi một câu thôi. Mặt xỉu cũng ngon chứ hả? Bạc xỉu, quán cậu không có gì ngon hết trơn á. Sáng sớm vô quán kêu ly bạc xỉu, hỏi tới hỏi lui à. Sáng sớm gặp cậu là xui, sáng sớm vô quán cậu cũng xui luôn á. Cái quán gì mà khó chịu, gặp xui gì đâu á. Ôi trời ơi, trời ơi, mày trời ơi, ai vậy? Cái gì vậy? Hả? Đi phải coi chứ. Coi cái gì? Coi đường chứ. Cậu thấy người lớn đi mà đâm nguyên cái người mình vô ngực người lớn là sao? Tại xui đó. Xui sao? Xui quá à, sáng sớm vô quán cà phê gặp anh lại tôi thấy xui rồi. Ủa? Gặp cậu là tôi cũng thấy xui rồi. Rất là xui. Nói gì tôi xui? Rất là xui. Xui quá đi. Con điên này. Ủa tôi chỉ phục vụ nước uống thôi mà tự nhiên xui ta. Xui quá hả? Ôi cái gì kỳ sếp. Nhưng mà cậu là xui á. Không, em tên Lụm chứ không phải tên Xui. Xui. Lụm. Xui là quán cà phê của cậu á. Nhân viên của cậu á. Cậu co lại đi. Vụ gì? Ngộ lắm. Bán cà phê mà như cha như mẹ người ta vậy đó. Bán cà phê mà bắt là uống ngọt mới bán, uống lạc không bán. Ép uống ngọt luôn hả? Bán cà phê mà bắt đưa giáo bệnh án. Ủa? Phải là tiểu đường, phải báo trước tiểu đường, phải báo trước là huyết áp, tim mạch mới bán. Ủa làm gì có quy luật đó ta? Có. Cà phê không cho đá. Bán cho người mà như cúng ông địa đó. Ủa kỳ ta. Sao vậy? Tôi để cho cậu mở ở cái tòa nhà này. Dạ. Là để kiếm thu nhập cho cậu. Dạ. Cậu phải biết ơn tôi chứ. Để em mang ơn sếp. Sao cậu có những cái con người phụ bán mà như cha như mẹ người ta vậy? Chưa hình dung có chuyện gì luôn á ta. Trời ơi, thiệt á, đời cậu là Lụm thì suốt đời cậu chỉ tên Lụm thôi. Bởi vì cậu có những con người mà hỗ trợ cậu như vậy. Không, sau này em đặt con là tên đô la, tên tiền, là Lụm tiền đồ á sếp. Em thành đại gia. Trời ơi, tôi khổ cậu quá. Cậu là cái gì tùy cậu đi, nhưng mà tôi nói nha, cái quán cà phê mà còn những cái con người như vậy không có bền. Cậu tiếp tục Lụm tiền cắt nè. Cả cuộc đời tôi chưa bao giờ mà coi ai là con cái mình hết, chưa bao giờ dám ăn trên ngồi cốc ai, mà dám có một người bán cà phê mà ngồi lên đầu tôi như cha mẹ tôi. Bực bội à. Ủa gì vậy ta? Khứa già này nữa. Mày làm cái gì vậy? Chút bước vô đây. Chút bước vô đây nè. Mày buông ra coi. Muốn gì ở trong quán mà nói chuyện không được hả? Nè, con không nói chuyện ở trong quán á. Tại vì con giữ sĩ diện cho chú. Có thằng diện con của chú ở đó. Chú làm cái gì vậy hả? Tao làm cái gì? Tao làm gì sai? Chú còn hỏi là con nữa hả? Con nghe mọi người bắn gió quá. Sao? Là khách vô cho thái độ với người ta. Chị Chú ơi, tại sao phải như vậy hả? Mình là kinh doanh, mình buôn bán, khách hàng là tất cả. Thái độ với người ta làm chi? Bắt gì? Mày nói thái độ làm sao? Hả? Tao đứng tao pha chế, khách vô kêu đồ thì tao phải hỏi khách ý khách muốn làm sao. Cái nào nhiều cái nào ít tao biết tao làm. Chứ không thôi á, nói á là bắt đầu tao order, tao đọc phiếu sai rồi tao ra đơn sai, mất công lắm. Tao phải hỏi kỹ. Chú nhắc lại cái chuyện đó là sao? Chú sĩ, con nói chú nghe nè, nếu như vậy cái chuyện hôm qua ha, chú vẫn còn giận con thì con xin lỗi chú. Nhưng mà chú đừng có gì cái chuyện đó mà chú khó chịu, chú thái độ là khách của con. Chú ơi, buôn bán của này là chết. Phải rồi, cái gì tao cũng sai hết đó. Tao già rồi, tao lẩm cẩm rồi.
tao đọc cái giấy order của mày tao đọc sai. 113 ly thay vì là có 3 ly à. Đúng, tao làm như vậy á, cho nên mà một đống sữa đó mày phải đi năn nỉ người ta, mày mắc cỡ, mày kêu người ta mua, mày nhục tao sai, được chưa? Chú làm sao vậy? Trong đầu của chú lúc nào cũng có những cái tư tưởng đó đó hả chú sĩ? Thiệt, chú mà cứ nghĩ gì hoài á, khoảng cách với con chú ngày càng xa hơn á. Ý mày nói vậy là sao? Khoảng cách là nào? Con nói thiệt nè. Sao? Trong đầu của thằng Lụm này, từ trước đến giờ và đến hiện tại bây giờ, sao? Lúc nào con cũng coi chú là cha của con hết á. Nhưng mà tại sao chú cứ nghĩ vậy? Tại sao vậy? Nhưng mà thái độ mày nói chuyện với tao là sao vậy? Chú, mày đâu coi tao là chú là cha. Con không coi chú là chú là cha. Con kéo chú ra đây làm cái gì? Bây giờ tao sai đó, mày tính xử tao làm sao? Nè chú, cái chuyện 116 ly nước hôm qua đó, nếu như mà gặp chủ khác đó, người ta đuổi việc chú rồi. Không những vậy người ta còn bắt chú đền tiền nữa kìa. Mày đem chủ ra mày nói chuyện với tao đó hả? Vì vậy chủ muốn trừ lương nhân viên phải không? Mày trừ đi. Chú sĩ, con nói là chủ khác mà chú nghe rõ hả? Mày khỏi nói. Ý mày nói vậy là tao biết rồi. Bây giờ mày đặt chủ tới với tao hả? Bây giờ mày không trừ lương phải không? Tao nghĩ chúc ông chủ mua bài văn đắc nha. Con không có ý đó. Chú sĩ, em thấy nó chuyên chuyên kinh khủng. Nó còn khó khăn hơn cái chuyện mà em đi tìm người yêu nữa. Nhưng mà không có ra. Tìm hoài không ra luôn hả? Không ra Lụm ơi. Anh bây giờ anh muốn một người vừa siêng năng, vừa cần cù, coi như là vừa phải biết pha chế giỏi nè, rồi phải kiêm luôn lao dọn quán nè, kiêm luôn order,